Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 6 bị cáo tội gây dối trật tự tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Mức án cao nhất là bị cáo Bùi Thanh Huyện, 3 năm tù giam. Mức án này là hình phạt nghiêm khắc với những đối tượng gây dối trật tự công cộng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khói Châu, Năm 2020, nhân dân thôn Cao Quán đã đóng góp tiền để xây dựng mở thêm đoạn đường đôi bê tông từ đỉnh làng thôn Cao Quán đến trường học cấp 1, cấp 2 xã Hồng Tiến. Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Khói Châu tiến hành xây dựng dự án khu dân cư mới thôn Cao Quán xã Hồng Tiến. Quá trình làm dự án, nhân dân thôn cao quán thấy phía mặt dự án rác đường đôi bê tông không có đường riêng nên bức xúc có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến giải quyết nguyện vọng của người dân là yêu cầu dự án khu dân cư phải mở đường đi riêng, không đi chung vào đường đôi bê tông của thôn. Ngày 15 tháng 10 năm 2013, khi chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đang xem xét đề nghị của nhân dân, thì một số người dân thôn cao quán đã tự ý tổ chức dùng gạch chỉ đỏ cát xi măng xây vỉa của đường bê tông cao khoảng 50cm, dài khoảng 110m để ngăn cách với dự án. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã tổ chức đối thoại giải quyết kiến nghị đề xuất của người dân thôn Cao Quán. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã ra thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc cải tạo nâng cấp đoạn đường từ cầu đình đến trường học cấp 1, cấp 2. Tuy nhiên, người dân thôn Cao Quán vẫn không đồng ý mà đề nghị giữ nguyên đường dự án phải mở đường riêng. Trong số những người dân có ý kiến quyết liệt là Bùi Thanh Huyện, huyện đã soạn thảo những đơn kiến nghị tố cáo về việc xây dựng dự án khu dân cư mới thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, rồi lấy chữ ký của người dân trong thôn và tiếp tục mang đi photo gửi đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau yêu cầu giải quyết. Bên cạnh đó, huyện đã mua hai khối cát 1.000 viên gạch chỉ đỏ đổ xuống mặt đường bê tông ngã ba đường đôi thuộc địa phận thôn Cao Quán ủy ban nhân dân xã hồng tiến phát hiện lập biên bản ghi nhận vụ việc vi phạm về giao thông đường bộ và thông báo trên loa truyền thanh của xã yêu cầu người vi phạm đến thu dọn để không cản trở giao thông tuy nhiên không có ai đến nhận và làm việc nên ủy ban nhân dân xã hồng tiến đã thuê người và xe đến vận chuyển di rời toàn bộ gạch cát trên về ủy ban nhân dân xã để giải quyết nhiều người dân trong thôn ra có ý kiến không được bốc gạch mang đi gây áp lực không cho xe ô tô đi một số đối tượng đã bê gạch khối bê tông đến chèn vào bánh xe ô tô và kéo xe linh xa, xe tang từ nhà văn hóa thôn cao quán đến trận đầu đuôi xe ô tô. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quái Châu xác định toàn bộ hiện trường nơi xảy ra vụ việc là nơi công cộng khu vực đầu trục đường bê tông liên thôn ngã ba đường đôi cuối ao đình làng thôn cao quán gần cổng nhà văn hóa chợ dân sinh thôn cao quán xã hồng tiến gần khu vực cổng trường đang thi công dự án khu dân cư mới của xã hồng tiến gần trường tiểu học trung học cơ sở xã hồng tiến và gần ủy ban nhân dân xã hồng tiến Vụ việc diễn ra làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều người dân và các cơ quan tổ chức của Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến. Phương tiện giao thông qua lại tại thời điểm này bị cản trở làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Khói Châu đã khởi tố đối với Bùi Thanh Huyện, Bùi Thị Phượng, Bùi Đình Hùng, Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Gia Dũng và Đỗ Thị Xây về tội gây dối trật tự công cộng. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Thanh Huyện giữ vai trò chính, các bị cáo còn lại là người thực hành tích cực. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Huyện 3 năm tù giam, bị cáo Bùi Thị Phượng 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 4 bị cáo Bùi Đình Hùng, Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Gia Dũng và Đỗ Thị Xây cùng mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thưa quý vị và các bạn, với những hành vi gây dối trật tự công cộng, ông Bùi Thanh Huyện, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu đã bị Tòa án Nhân dân huyện Khói Châu tuyên phạt 3 năm tù giam. Những việc làm của ông Bùi Thanh Huyện và một số công dân khác ở thôn Cao Quán đã vi phạm pháp luật nên đã phải nhận một bản án nghiêm khắc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là vấn đề cảnh báo để những công dân khác cần ý thức được việc sống và thực hiện theo hiến pháp và pháp luật, tránh những việc làm vi phạm pháp luật. Đầu tháng 6 năm 2024, Ban biên tập hồ thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên nhận được thư của đại diện công dân xã Hồng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành đã tạo điều kiện đầu tư cho xã Hồng Tiến, các công trình, điện đường, trường trạm, bộ mặt nông thôn thay đổi rất nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên, qua quá trình lập kế hoạch và xin chấp thuận quy hoạch, Ủy ban dân huyện Khoái Châu đã triển khai các bước quy hoạch dự án theo đúng các quy định của pháp luật. Đến nay, dự án khu dân cư cao quán xã Hồng Tiến được giao gần 39.000 ha. Ủy ban dân huyện Khoái Châu đã tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Tại thực địa, phóng viên đã ghi nhận một số ý kiến của công dân thôn cao quán. Thời gian nhà nước thu hồi đất ấy, thì cũng có một số bà con bị lôi kéo xối dục nhưng mà sau quá trình công trình đã được hoàn thành thì nhân dân chúng tôi cũng biết được cái lợi ích về thứ nhất là về cái môi trường thứ hai là về không gian nếu mà có được những tiếp tục mà có được những dự án như thế này thì nói chung nhân dân chúng tôi rất là hưởng ứng đây là khu chân mạng thế là vì ô nhiễm môi trường nên được dự án về là coi như làm cho thôn chúng tôi được xanh đẹp và rất là phân khởi. Bây rồi thì, thì, có cái dự án thì nhà nước thu hồi đất để chuyển đổi sang cho dân làm nhà Thế trong quá trình thì nó cứ lợi trước mắt là công dân thôn cao quán hưởng là chính. Cứ nhất là cái môi trường thì hết bảo đảm, không bị ô nhiễm. Thì trước kia đây là toàn nước đọng đây khoảng mười mấy năm nay rồi. Cơ sở thôn cao quán thì mới có một số cái tuyến đường khoảng uh, chục mẫu hơn chục mẫu nữa trên kia. Viện này vẫn bỏ hoang cũng đề nghị thôi là các cơ quan chức năng của nhà nước thì để cũng đại nạn như thế này cho dân tôi đỡ ô nhiễm môi trường.